AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em. Như vậy là chúng ta đã nắm vững các kiến thức về tứ giác và một số loại tứ giác đặc biệt rồi đúng không nào? Sang chương 2, cô sẽ giới thiệu chúng ta một kiến thức mới, đó là đa giác và diện tích đa giác. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải hiểu đa giác là gì và chúng ta có những loại đa giác đặc biệt nào. Để tìm hiểu nội dung này, chúng ta sẽ cùng đi vào bài ngày hôm nay, bài 1, đa giác đều. Nhưng trước tiên, các em hãy nhắc lại cho cô một chút về định nghĩa của tứ giác nhé. Tứ giác ABCD là hình như thế nào nhỉ? Chúng ta còn nhớ không? Là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và A và DA. Trong đó có điều gì đặc biệt nhỉ? Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Nhớ nhá. Vậy bây giờ các em hãy dựa vào định nghĩa của tứ giác và tổng quát lên để đưa ra cho cô khái niệm của đa giác nhá. Mình hiểu đa giác có nghĩa là gì? Hiểu nôm na thôi. Đa có nghĩa là là nhiều, còn giác là góc. Như vậy đa giác sẽ là hình gồm có nhiều góc đúng không nào? Như vậy ở đây mình có thể hiểu giác là đoạn thẳng đi để cho mình dễ định nghĩa hơn. Như vậy các em có thể đưa ra cho cô khái niệm của đa giác ABCDE không? Đa giác ABCDE sẽ là hình gồm 5 đoạn thẳng. Trong 5 đoạn thẳng là gì nhỉ? AB, BC, CD, DE và EA. Trong đó chúng ta cũng có điều giống như tứ giác, nhưng mình sẽ phát biểu hơi khác một chút. Đó là trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Nhớ nhá, hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy bây giờ các em hãy dựa vào khái niệm đa giác này và quan sát các hình vẽ sau đây và cho cô biết đâu là đa giác nhá. Đây, cô có 5 hình vẽ như trên bảng. Và đa giác ấy, thì chúng ta có thể cho đa giác đó có 6 đoạn thẳng, 7 đoạn thẳng, 8 đoạn thẳng, hoặc là có thể thu hẹp lại thành 3 đoạn thẳng hoặc là 4 đoạn thẳng. Nếu như mà là có 3 đoạn thẳng đa giác ABC ấy, thì chúng ta sẽ gọi là tam giác ABC. Còn nếu như mà là hình mà có 4 đoạn thẳng thì chúng ta sẽ gọi là tứ giác ABCD, nhớ nhá. Đây, như vậy cho nên tam giác ABC này cũng là đa giác. Tứ giác ABCD này cũng là đa giác. Tiếp tục nhìn sang đây. ABCDE. Đây là hình gồm, đúng rồi, 5 đoạn thẳng 1 2 3 4 5. Tuy nhiên, đây lại không phải đa giác. Vì sao nhỉ? Mình thấy rằng hai đoạn thẳng AE và ED có một điểm chung là điểm E. Tuy nhiên, hai đường thẳng này thì làm sao? Cô xin lỗi, hai đoạn thẳng này làm sao nhỉ? Hai đoạn thẳng này nằm trên một đường thẳng, cho nên đây sẽ không phải là một đa giác. Tiếp tục, sẽ đến ABCDE, đây có phải là đa giác không? Có đúng không nào? Bởi vì nó thỏa mãn tất cả các tính chất vừa rồi. Tiếp tục, ACEBD, đây là hình ngôi sao đây. Thì đây có phải là một đa giác không nhỉ? Có đúng không nào? Bởi vì nó cũng thỏa mãn khái niệm vừa rồi mà chúng ta đưa ra. Như vậy là chúng ta sẽ có 4 đa giác như trên bảng. Tương tự như ở tứ giác, ở đa giác chúng ta cũng có khái niệm đa giác lồi. Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của đa giác đó. Vì vậy, ở trên 4 đa giác mà vừa rồi chúng ta mới nhận xét được thì chúng ta sẽ xem giúp cô trong 4 đa giác này có những đa giác nào ở đa giác lồi nhé. Đầu tiên, đối với đa giác ABC hay còn gọi tên thân thuộc hơn là tam giác ABC
Thì nếu như cô lấy bờ là đường thẳng AC thì tất cả đa giác này đều nằm trên một nửa mặt phẳng, đúng không nào? Tiếp tục thử với bờ là BC chẳng hạn thì nó cũng nằm trên một nửa mặt phẳng. Với bờ là BA thì cũng luôn nằm trên một nửa mặt phẳng, đúng chưa nào? Tiếp tục sang đến đa giác ABCD đây, hay còn gọi là tứ giác ABCD, đúng không? Thì chúng ta đã rất quen thuộc rồi, chúng ta biết rằng đây là tứ giác lồi, cho nên đa giác cũng sẽ là đa giác lồi. Đây, ví dụ như cô thử với bờ là đường thẳng AD thì chúng ta thấy rằng toàn bộ đa giác nằm ở trên một nửa mặt phẳng. Tiếp tục thử thêm một cạnh nữa nhá, bờ là DC thì cũng nằm trên một nửa mặt phẳng, đúng không nào? Tiếp tục sang đây, đa giác ACEBD. Bây giờ ví dụ như cô lấy bờ là đường thẳng AB chẳng hạn, đây, thì chúng ta thấy rằng đa giác này nằm ở cả hai phía, đúng không nào? Cả hai phía, cho nên đây sẽ không phải là một đa giác lồi. Lưu ý cho cô nhé. Tiếp tục, đa giác cuối cùng ABCDE thì chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta lấy một cạnh bất kỳ làm bờ thì chúng ta cũng được là đa giác đó luôn nằm trong một nửa mặt phẳng. Đây, tiếp tục với AB chẳng hạn thì chúng ta cũng vẫn được như vậy. Các em có thể thử lại với các cạnh còn lại thì chúng ta cũng sẽ được kết quả không thay đổi đâu. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có chú ý để sau này mình nhắc đến đỡ mất thời gian hơn. Đó là nếu như nhắc đến đa giác mà không nói gì hết thì chúng ta sẽ hiểu đó là đa giác lồi để chúng ta có thể làm bài tập nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về các yếu tố trong một đa giác. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên chúng ta phải nhắc đó là đỉnh, đúng không nào? Đa giác A, B, C, D, E, G như trên bảng của cô thì sẽ có các đỉnh là đỉnh nào? À, đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh E và đỉnh G. Như vậy chúng ta điền vào cho cô A, B, C, D, E, G. Tiếp tục, sau khi nghiên cứu về các đỉnh rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu về các đỉnh kề nhau. Thì đâu là các đỉnh kề nhau nhỉ? Khái niệm rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ lấy A và B là hai đỉnh kề nhau, đúng không? Và chúng ta sẽ đọc theo vòng tròn thì mình sẽ không bị sót đỉnh. Đây, đỉnh A và đỉnh B kề nhau, hoặc là B và C kề nhau, hoặc là C và D kề nhau, hoặc là D và E kề nhau, hoặc là E và G kề nhau, hoặc là G và A kề nhau. Đó, chúng ta sẽ liệt kê hết tất cả các đỉnh kề nhau ra giúp cô. Tiếp tục đến các cạnh. Trên hình vẽ thì có các cạnh là gì nhỉ? Các cạnh thì các em hiểu là các đoạn thẳng. Đoạn thẳng nào? AB, BC, CD, DE, EG và GA. Như vậy ở hình này chúng ta có mấy cạnh? À, có 6 cạnh đúng không nào? Đừng với 6 đoạn thẳng 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng chưa? Và chúng ta liệt kê đầy đủ ra giúp cô nhé. Và các đường chéo. Các đường chéo thì chúng ta sẽ hiểu đó là đoạn thẳng mà nối hai đỉnh không kề với nhau. Đây, ví dụ trên hình vẽ người ta đã vẽ chúng ta hai đường chéo là đường chéo AC và đường chéo CG rồi. Đó. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ đọc tất cả các đường chéo này và chúng ta sẽ đọc như sau để không bị sót này. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách đọc. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc từ đỉnh A trước. Từ đỉnh A thì chúng ta sẽ có những đường chéo nào? Các bạn liệt kê hết ra cho cô. Đây, đỉnh A đây. Thì chúng ta sẽ có những đường chéo là đường chéo AC này, đúng không? Đường chéo AD và đường chéo AE. Như vậy chúng ta đã liệt kê xong đường chéo từ đỉnh A. Xong đỉnh A rồi, liệt kê đến đỉnh B và sẽ không liệt kê lại những đường chéo mà chúng ta đã nêu rồi. Đến đỉnh B này thì chúng ta sẽ có các đường chéo là BG, BE và BD, đúng chưa? Tiếp tục đến đỉnh là C thì đường chéo CA với AC là như nhau, không nêu lại nữa. Đến CG và CE, đúng chưa? Tiếp tục đường chéo là D thì DB với DA với BD là giống nhau, chúng ta sẽ không nêu lại. DA với AD là giống nhau,
Như vậy chúng ta chỉ còn được chéo DG thôi. Cứ đọc như thế thì chúng ta sẽ được tất cả các đường chéo đây. AC, AD, AE, BD, BE, CE, CG và DG. Cứ đọc như thế thì chúng ta sẽ được tất cả các đường chéo đây. AC, AD, AE, BD, BG, BE, CE, CG và DG. Tiếp tục, sau khi nghiên cứu xong đường chéo rồi thì chúng ta sẽ xem xét cho cô các góc. Thì chúng ta sẽ có các góc là góc A, góc B, góc C, góc D, góc E và góc G. Đó, chúng ta ghi đầy đủ vào là được. Tiếp tục đến các điểm nằm trong đa giác. Đây chúng ta nhìn này. Đây là các là đa giác đúng không? Vậy thì các điểm nằm trong đa giác sẽ là các điểm nào nhỉ? Điểm M, điểm N và điểm P. Đó, việc kê ra. Tiếp tục đến các điểm nằm ngoài đa giác thì chúng ta sẽ có các điểm là điểm R và điểm Q là nằm ngoài. Dễ đúng không nào? Và sau này, đối với đa giác có N đỉnh với điều kiện là N phải lớn hơn bằng 3 nhé. Bởi vì nếu như mà N bằng 2 thì chúng ta chỉ vẽ được đoạn thẳng thôi, không thể tạo thành đa giác được. Thì sẽ được gọi là hình N giác hay là hình N cạnh đều được. Nhớ nhé. Ví dụ như là hình có 10 đỉnh chẳng hạn thì sẽ gọi là hình 10 cạnh hoặc là hình 10 giác. Ví dụ như hình 6 đỉnh thì gọi là 6 giác hoặc là 6 cạnh. Tuy nhiên 6 thì người ta sẽ gọi với tên đặc biệt hơn là lục giác. Đó. Mình có tam giác này, tứ giác, tứ là 4 này, 5 là ngũ giác. Đó, 6 là lục giác thì chúng ta nhớ. Còn từ 7 trở đi thì chúng ta có thể ghi là 7 cạnh hoặc là hình 7 giác. Đấy, như thế là được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu các loại đa giác đặc biệt, đó là đa giác đều. Cô có định nghĩa đa giác đều như sau. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. Các em lưu ý nhé, phải có đầy đủ cả hai điều kiện là tất cả cạnh bằng nhau và tất cả góc bằng nhau. Cho nên khi chứng minh một đa giác là đa giác đều, chúng ta phải chứng minh hai điều. Điều thứ nhất là các cạnh bằng nhau. Điều thứ hai là các góc bằng nhau. Nhớ để lát nữa chúng ta áp dụng vào làm bài tập nhé. Bây giờ hãy quan sát cho cô. Đây, cô có, đây gọi là gì nhỉ? Tam giác đều đúng không nào? Đây là hình vuông. Hình vuông, tiếp tục. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, người ta gọi là ngũ giác. Rồi đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cạnh người ta gọi là lục giác. Và đây là hình vẽ của các đa giác đều. Lưu ý đây này, các cạnh bằng nhau này. Trong tam giác thì các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau bằng 60 độ. Tiếp tục sang hình vuông, mình cũng có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau và bằng 90 độ. Ở đây cũng thế. Ngũ giác thì chúng ta sẽ có tất cả ngũ giác đều, tất cả các cạnh này bằng nhau và tất cả các góc ở đây bằng nhau. Đó, lục giác đều cũng vậy. Sang phần bài tập củng cố, bài tập đầu tiên cô chữa chúng ta là bài 3 trong sách giáo khoa trang 115. Bài cho hình thoi A, B, C, D có góc A bằng 60 độ. Lưu ý nhé, góc A bằng 60 độ để lát nữa chúng ta có thể vẽ hình đúng. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Thì chúng ta muốn vẽ được hình này, mình phải nhớ lại một chút. Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Cho nên khi vẽ hình thoi này, góc A bằng 60 độ, tức là mình sẽ vẽ hai tam giác đều úp vào nhau ấy. Thì tam giác đều chúng ta sẽ vẽ như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ cạnh đáy trước đúng không nào? Nhưng mà đáy của nó sẽ chính là một đường chéo trong hình thoi, đúng chưa? Các em đã hình dung ra hình chưa nhỉ? Đây nha, ví dụ ở đây cô sẽ vẽ bằng 5 mô vuông ở trên bảng. Còn trong vở chúng ta thì có thể vẽ bằng 4cm hoặc là 5cm tùy các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đo góc bằng 60 độ. Đây. 60 độ của cô là ở đây. Bên này cô cũng lấy 60 độ. Ngoài ra thì chúng ta có thể vẽ hình bằng compa. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lên, cắt ở đâu thì đó chính là đỉnh A của chúng ta.
Đây là ai á? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vẽ được tam giác đều bên dưới mà chúng ta không cần phải dùng đến thước đo góc nữa nhỉ? Mình chỉ cần vẽ đường chéo đúng không nào? Vẽ đường chéo vuông góc xuống đây. Và chúng ta lấy một đoạn đúng bằng đoạn từ A đến đường thẳng này. Của cô là 21 thì cô sẽ lấy đến 42. A, B, C, D. Sau đó đề bài nói rằng gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB. Đây, trung điểm của AB đây. Thì chúng ta sẽ đo và chúng ta lấy trung điểm thôi, đúng không nào? Đây là E này. F là trung điểm của BC. Thì chúng ta lại đo tiếp để chúng ta lấy G, H. Đây là G và đây là H. Ký hiệu trung điểm nhá. Và chúng ta lưu ý rằng bởi vì hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nên nếu như chúng ta lấy trung điểm ở đây thì rõ ràng là hai đoạn này bằng nhau này. Nhưng mà đoạn này và đoạn này có bằng nhau không nhỉ? À có đúng không nào? Bởi vì BC bằng AB mà, do vậy chúng ta sẽ có tất cả những đoạn nhỏ này đều bằng nhau hết. Chúng ta sẽ ký hiệu cùng một ký hiệu thôi để lát nữa làm bài cho nó dễ. Đề bài yêu cầu chứng minh rằng đa giác EBFGDH là lục giác đều, thì chúng ta sẽ nối vào. Sẽ được lục giác đều. Đây, đây chính là lục giác của chúng ta đây. EBFGHGDH, được chưa nhỉ? Muốn chứng minh đa giác đều thì chúng ta phải dựa vào khái niệm đa giác đều. Nhắc lại một chút, ở phần 2 cô đã nói rồi, muốn chứng minh đa giác đều thì chúng ta phải chứng minh cho tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. Mình sẽ có hai ý để mình làm. Đầu tiên là chứng minh các cạnh bằng nhau trước. Thì các em có chứng minh được 6 cạnh này bằng nhau không nhỉ? Rõ ràng là vừa mình thấy rằng DH bằng HD bằng BF bằng DG rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh cho HE bằng DF và bằng với đoạn BF chẳng hạn là đủ, đúng không? Thế có chứng minh được không đây? Mình phải lưu ý rằng chúng ta có góc A này bằng 60 độ nhá. Góc A bằng 60 độ thì tam giác AHE sẽ là tam giác gì? À, chúng sẽ là tam giác đều, đúng không? CGF cũng sẽ là tam giác đều. Do hình thoi thì hai góc đối bằng nhau. Hai tam giác đều, do vậy HE sẽ bằng với AE, GF thì bằng với FC, do vậy tất cả các đoạn này bằng nhau. Hiểu chưa nhỉ? Tiếp tục, giờ đến góc. Góc thì mình sẽ làm thế nào đây? Đầu tiên là mình sẽ phải tính được góc D và góc B, đúng không nào? Bởi vì hình thoi cho góc A bằng 60 độ rồi, thì chúng ta sẽ có là góc A cộng với góc B bằng 180 độ, do AD và BC song song với nhau. Thì đây là hai góc trong cùng phía cho nên nó bù nhau. Như vậy mình tính được góc B sẽ bằng 180 độ trừ đi 60 độ thì sẽ bằng 120 độ. 120 độ mà góc B thì bằng góc D nữa, cho nên chúng ta tính được đây là 120 độ. Tiếp tục, chúng ta sẽ tính góc H này bằng cách dựa vào tính chất góc ngoài của tam giác. Vừa rồi cô nói tam giác AHE là tam giác đều, cho nên góc A và góc E và góc H của chúng ta đều bằng nhau và bằng 60 độ. Mà mình lại có tính chất góc ngoài là góc DHE đây, thì sẽ bằng tổng của hai góc nào nhỉ? À, chính bằng tổng của góc HAE và góc AEH. Đó, góc ngoài này thì bằng tổng của hai góc trong không kề với nó. Đó, như vậy là chúng ta cũng sẽ tính được góc H ở đây bằng 60 độ cộng 60 độ và bằng 180 độ. Tương tự như thế thì chúng ta có thể tính được góc E
và góc S và góc G cũng sẽ bằng 120 độ, được chưa nhỉ? Như vậy chúng ta đã có tất cả các góc bằng nhau và tất cả các cạnh bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày, chứng minh. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi xuất phát từ việc ta có A, B, C, D là hình thoi. Nên chúng ta sẽ suy ra được bốn cạnh bằng nhau. Tức là chúng ta sẽ suy ra được AB bằng BC bằng CD bằng DA. Chúng ta sẽ giải thích là mà EFGH lần lượt là trung điểm. Giống như đề bài người ta nói ấy, thì mình sẽ giải thích lại như vậy thôi. Lần lượt là trung điểm. AB, BC, CD và DA. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được tất cả các đoạn nhỏ này sẽ bằng nhau, đúng không nào? AE bằng EB bằng VF bằng FC bằng CG bằng GD bằng DH và bằng HA. Xong bây giờ chúng ta lại giải thích tiếp là mà, hoặc là xét tam giác. Xét tam giác AHE có AH bằng AE do chứng minh trên. Đây, HA bằng với AE đây, AH bằng HE. Phải góc A bằng 60 độ. Nên chúng ta suy ra được tam giác AHE làm sao nhỉ? À, tam giác AHE đều. Tam giác AHE đều thì chúng ta suy ra được HE bằng bằng AH bằng AE. Tương tự như thế các em có suy ra được GF bằng FC bằng CG không? À có đúng không nào? Hoàn toàn tương tự thôi. Thì cô sẽ ghi là tương tự mà không viết tiếp nhá. Tương tự. Bởi vì viết tiếp thì dài quá, bảng của cô không đủ. Tương tự có GF bằng GC bằng CF, bởi vì chúng ta nhìn vào tam giác CGF đều ấy. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được HE bằng EB bằng BF bằng FG bằng GD và bằng DH. Đó, mình chỉ suy ra những cạnh mà mình cần thôi, còn những cạnh mình không cần thì thôi nhá. Rồi bây giờ tính xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tính các góc. À, vừa mới chứng minh các cạnh bằng nhau rồi, bây giờ đi tính các góc nào. Tính góc B trước. Ta có AD song song với BC. Vì ABCD là hình thoi. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được góc DAB cộng góc ABD sẽ bằng 180 độ. Hai góc trong cùng phía. Hai góc trong cùng phía. Cho nên chúng ta suy ra được góc ABD sẽ bằng 180 độ trừ đi góc DAB và bằng 180 độ trừ 60 độ bằng 120 độ. Mà góc ABD, góc ABD đây thì bằng với góc ADC đúng không nào? Chết rồi, đây nhầm một chút nhá. Góc ABC đúng không phải ABD đâu, đây là ABC. Sửa lại cho cô nhá. ABC suy ra góc ABC bằng góc ADC và bằng 120 độ. Sau đó chúng ta sẽ đi tính góc DHE. Lại có góc DHE
bằng góc HAE cộng với góc AEH, tức là bằng 60 độ cộng 60 độ và bằng 120 độ. Chỗ này giải thích thêm cho cô là tính chất góc ngoài tam giác thì chúng ta sẽ viết thêm vào đây nhé. Tính chất góc ngoài tam giác tự viết vào. Đó, tương tự. Tương tự chúng ta cũng sẽ có góc HEB bằng góc BFG bằng góc FGD và bằng 120 độ. Tương tự có, sẽ là không đủ bảng rồi. Thôi bây giờ các em sẽ tự viết cái phần tương tự đấy vào nhá. Mình sẽ tính các góc còn lại ở trong lục giác này thôi. Sau đó là chúng ta sẽ kết luận được suy ra góc DHE bằng góc HEB bằng góc EBF bằng FGD. EBF đến BFG chứ, đọc lần lượt thì sẽ không bị thiếu. BFG sau đó đến FGD, 6 góc cơ, 2, 4, 5 chưa đủ. FGD đến GDH, đúng không nào? Bằng góc GDH và bằng 120 độ. Sau đó ký hiệu đây là 2 và ở trên này là 1. Chúng ta thêm cho cô một dòng nữa bên dưới là từ 1 và 2. Suy ra đa giác EBFGDH là lục giác đều. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong bài này rồi. Nhớ thêm cho cô một câu ở bên dưới nhé. Bài 2 cô chữa chúng ta là bài 4 trong sách giáo khoa trang 115. Bài yêu cầu là điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau. Đây các em sẽ nhìn, người ta cho chúng ta các hình vẽ và cuối cùng là tổng quát lên thành đa giác N cạnh. Đây, đối với tứ giác, đây là tứ giác đúng không nào? Chúng ta có số cạnh là 4. Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh. Các em có hiểu cụm từ này không nhỉ? Đường chéo xuất phát từ một đỉnh thôi nhá. Tức là từ một đỉnh chúng ta vẽ được bao nhiêu đường chéo thì chúng ta sẽ viết vào bảng này. Đây, đỉnh, ví dụ như cô lấy đỉnh ở đây chẳng hạn thì chúng ta vẽ được bao nhiêu đường chéo nhỉ? À, chỉ có 1 thôi đúng không nào? Vậy thì điền vào đây, 1. Số tam giác được tạo thành thì các em nhìn vào hình, chúng ta có bao nhiêu tam giác? À, có 2 đúng không nào? Sau đó người ta hỏi là tổng số đo các góc của đa giác thì chúng ta biết là tổng số đo các góc của tứ giác là bằng 360 độ. Và tại sao nó lại bằng 360 độ nhỉ? À, tại vì nó tạo thành hai tam giác. Mỗi tam giác thì có tổng số đo các góc bằng 180 độ. Như vậy, tổng số đo các góc của đa giác ở đây sẽ bằng 2 nhân với 180 độ, do đó nó bằng 360 độ. Tiếp tục sang hình vẽ thứ hai. Có bao nhiêu cạnh đây? 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta chỉ cần đếm thôi. 5 cạnh, đúng chưa? Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh thì người ta đã điền cho chúng ta rồi. Đây, từ đỉnh này chẳng hạn thì chúng ta vẽ được 2 đường chéo. Đúng chưa? Chỉ vẽ được 2 đường chéo thôi, như vậy điền là 2. Số tam giác được tạo thành, đếm nào. 1, 2, 3. 3 tam giác, đúng chưa? Tổng số đo các góc của đa giác là gì? 3 nhân 180 đúng không nào? 3 nhân 180 độ và bằng 540 độ. Tiếp tục nào. Sang đây. Bao nhiêu cạnh đây? 1 2 3 4 5 6, 6 cạnh. Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh là 1, 2, 3. Đúng chưa? Đây, lấy từ đỉnh này đây. Vẽ được 3 đường chéo, như vậy chúng ta sẽ điền 3 vào đây. Số tam giác tạo thành, mình sẽ đếm số tam giác thôi. Người ta đã ghi sẵn cho chúng ta rồi là 4 tam giác. 1, 2, 3, 4. Và tổng số đo các góc thì sẽ lấy 4 nhân 180 độ bằng 720 độ. Vậy bây giờ các em hãy tổng quát lên và cho cô biết với đa giác N cạnh thì chúng ta sẽ có điều gì? Đầu tiên, N cạnh thì sẽ có bao nhiêu cạnh nhỉ? À, sẽ có N
Nửa cạnh đúng không nào? Đơn giản rồi. Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh. Chúng ta nhìn này. Tứ giác thì có một đường chéo. Ngũ giác thì có hai đường chéo. Lục giác thì có ba đường chéo. Chúng ta thấy rằng 4 trừ đi 3 bằng 1 đúng không nào? 5 trừ đi 3 bằng 2. 6 trừ đi 3 bằng 3. Như vậy có thể dự đoán được đa giác n cạnh có bao nhiêu đường chéo xuất phát từ một đỉnh không? À, có n trừ 3 đúng không nào? Tiếp tục, số tam giác được tạo thành ở đây. 4 cạnh thì 2 tam giác. 5 cạnh thì 3 tam giác. 6 cạnh thì 4 tam giác. Hơn kém nhau 2 đơn vị. Cho nên n cạnh sẽ có bao nhiêu tam giác? À, n trừ 2. N trừ 2 tam giác thì tổng số đó các góc là bao nhiêu? Chúng ta lấy, à đúng rồi, lấy n trừ 2 nhân với 180 độ. Và đây là công thức tổng quát để chúng ta có thể làm được các bài tiếp theo. Các em ghi nhớ công thức này để lát nữa chúng ta sử dụng vào bài sau nhé. Bài cuối cùng câu chữ của chúng ta là bài 5 trong sách giáo khoa trang 115. Bài yêu cầu tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều và n giác đều. Thì ở bài này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trường hợp tổng quát, sau đó chúng ta sẽ tự đi thay số vào đối với ngũ giác đều và lục giác đều nhé. Thì mình sẽ phải dựa vào bài 2 mà cô đã chữa, thì chúng ta nhớ rằng tổng số đo các góc trong n giác là bao nhiêu nhỉ? Tổng số đo các góc của n giác là n trừ 2 nhân với 180 độ. Mà mình được biết rằng n giác đều tức là đa giác có n góc bằng nhau đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể suy ra số đo của mỗi góc không? Số đo mỗi góc trong n giác đều là n trừ 2 nhân 180 độ và chia cho n, bởi vì chúng ta có n góc bằng nhau thì chỉ cần chia đi là được. Và đây chính là công thức mà chúng ta áp dụng vào để mình có thể làm được tính được số đo mỗi góc của lục giác đều và ngũ giác đều. Bài tập này thì có thể đưa vào làm bài tập trắc nghiệm trong khi kiểm tra cuối kỳ hoặc là kiểm tra giữa kỳ tùy vào chương trình học trên lớp của các em. Thì chúng ta lưu ý một chút và ghi nhớ công thức này giúp cô nhé. Sau đó mình sẽ tính cho cô số đo góc, số đo mỗi góc trong ngũ giác đều là, mình đi thay vào thôi, ngũ giác tức là ngũ giác là 5, 5 cạnh tức là n bằng 5 ấy, 5 trừ đi 2 nhân 180 độ và chia cho 5. Thì ở đây các bạn có thể nhẩm hoặc là bấm máy tính tùy chúng ta. Nhưng khi bấm máy tính thì mình sẽ bỏ cái độ đi, mình bấm phân số này thôi. Sau đó mình sẽ bổ sung độ vào kết quả, thì mình sẽ ra kết quả là 108 độ. Tiếp tục, số đo mỗi góc trong lục giác đều. Lục giác đều tức là n bằng mấy nhỉ? Lục giác tức là n bằng 6. Nhớ nhá, ngũ là 5, lục là 6, thất là 7. Thay số vào thôi là 6 trừ 2 nhân với 180 độ chia cho 6 đúng không nào? 6 trừ 2 là 4, 4 nhân 180 là 720. 720 chia 6 là ra 120 độ. Đó, đó là cách tính của chúng ta. Các em có hiểu bài này không nhỉ? Chắc là sẽ dễ dàng thôi đúng không nào? Qua bài này, chúng ta cần phải nắm được cho cô khái niệm đa giác, khái niệm đa giác lồi và đa giác đều.
và các em phải biết cách quan sát hình và nhận biết được các đa giác đặc biệt. Kèm theo phải nhớ thêm cho cô công thức là tổng số đo các góc trong n giác là bằng bao nhiêu, n trừ 2 nhân với 180 độ ấy. Ngoài ra thì làm cho cô các bài tập 1, 2 trong sách giáo khoa trang 115. Đây là bài đầu tiên của chương nên còn nhẹ nhàng. Sang các bài khác thì nội dung sẽ quan trọng hơn và sẽ có nhiều bài tập hơn. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em. Mọi yêu cầu hay thắc mắc gì, các em hãy comment ở bên dưới, cô sẽ trả lời ngay khi có thể. Hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.